Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của ship.vn. Video này mà các bạn cùng chúng tôi kiểm tra một kiện hàng của một vị khách đã nhờ ship.vn mua trên một website của Mỹ. Hôm nay kiện hàng nó đã về đến Việt Nam. Bây giờ chúng tôi sẽ thực hiện kiểm tra kiện hàng. Trong quá trình kiểm tra thì ship.vn có quay lại cho bạn nào quan tâm tới cái sản phẩm này. Các bạn sẽ có được những cái video quay rất là thực tế. Số kênh thông tin của ship.vn. Video này mà các bạn cùng ship.vn sẽ kiểm tra một mẫu mắt kính đến từ thương hiệu Ferragamo đã được ship.vn mua tại một seller uy tín ở Mỹ và ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora bằng dịch vụ UPS. Đầu tiên UPS họ nhận kiện hàng này, sau đó họ chuyển sang cho đơn vị vận chuyển USPS vì USPS có cái mạng lưới bưu điện rộng lớn hơn, có thể ship tới văn phòng của ship.vn tại Mỹ ở bang Ora. Phía trên đây chính là số tracking của UPS và phía dưới đây chính là số tracking của USPS. Số tracking này sẽ luôn được ship.vn cập nhật qua email cho các bạn. Khi các bạn đặt hàng trực tuyến trên website, các bạn có thể copy số tracking này, dán vào trang chủ của đơn vị vận chuyển để có thể theo dõi kiện hàng của mình. Kiện hàng này nó mất khoảng hơn 3 tuần để về đến Việt Nam. Bây giờ mình sẽ quay mẫu cuối cùng, mẫu mắt kính cuối cùng có trong kiện hàng này. Đây là chiếc box của Ferragamo, rất là quen thuộc với cái tông màu đỏ đô cùng với tên thương hiệu màu bạc được khắc ở trung tâm như thế này, rất là nổi bật. Phía dưới chúng ta chỉ có giấy gói mà thôi, rất là đơn giản, tạm thời mình sẽ để qua một bên nha. Giới thiệu sơ về thương hiệu này cho những bạn nào chưa biết thì Ferragamo là một trong những hãng thời trang xa xỉ của Ý. Đầu tiên là người sáng lập ra thương hiệu này đã nổi tiếng nhờ tài năng đóng những chiếc giày cho những người nổi tiếng. Và theo thời gian thì hãng thời trang Ý Ferragamo đã chuyển sang nhiều mặt hàng sản xuất cao cấp khác như là nước hoa, quần áo, kính mát và túi xách và đồng hồ. Đó là những cái sản phẩm nổi bật của thương hiệu. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm đến một mẫu sản phẩm kính mát đến từ thương hiệu Ferragamo này. Mình sẽ mở chiếc hộp màu đỏ bên ngoài ra. Bên trong chúng ta sẽ có một chiếc hộp màu đen đựng mẫu mắt kính của chúng ta. Một chiếc hộp khá là lớn như các bạn có thể thấy. Và trên bề mặt box của chúng ta cũng sẽ thấy là tên thương hiệu được khắc chìm ở trên đây, Salvatore Ferragamo. Bên trong chính là nhân vật chính của chúng ta, được bảo vệ bởi một lớp ni lông mỏng như thế này. Đi kèm với đó chúng ta sẽ có một chiếc khăn lau chuyên dụng nè, để có thể vệ sinh sản phẩm của chúng ta. Bên ngoài chiếc túi ni lông chúng ta sẽ có một chiếc tem. Tem này do hãng họ dán lên, chúng ta sẽ có tên sản phẩm. Tên thương hiệu chứ, Ferragamo, cùng với mã sản phẩm thôi, SF2846S nè, mã màu là 219, màu đắt thoi thoi, có nghĩa là màu đồi mồi và được đỏ, nó hơi tối một tí nhưng họ đặt là đắt thoi thoi, nó sẽ hơi sậm. Chúng ta sẽ có các thông số như là 53-20-145, chính là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính. Rồi đó những cái thông tin cơ bản chúng ta có bên trên chiếc tem này, các bạn có thể đánh chính xác mã sản phẩm này, SF2846S nè. -219 vào trang chủ của ship.vn để có thể mua được sản phẩm với giá tốt nhất. Và bây giờ mình sẽ mở chiếc túi ni lông này ra và đi đến nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Bên trong thì chúng ta sẽ có thêm một chiếc sách hướng dẫn sử dụng tương đối là mỏng của Ferragamo, tạm thời mình cũng sẽ để qua một bên nha. Ferragamo thì họ bảo vệ hai chiếc càng kính cũng tương đối là đơn giản với một lớp ni lông mỏng bọc một bên càng kính như thế này, tương tự như một số thương hiệu thôi. Và đầu tiên mình sẽ giới thiệu về tên của mẫu sản phẩm ngày hôm nay sẽ là Salvatore Ferragamo Fashion Unisex Sunglass, một mẫu kính mát dành cho cả nam lẫn nữ đến từ bộ sưu tập Fashion của Ferragamo. Độ rộng kính trên mẫu này sẽ là 53mm. Ở cuối mỗi trang sản phẩm mắt kính tại trang web của ship.vn đều có link hướng dẫn cho các bạn chọn size kính phù hợp với khuôn mặt của các bạn. Tuy nhiên thì trong thực tế các bạn cần phải chú ý hơn về hình dạng khuôn mặt của mình cũng như là chi tiết hai bên thái dương. Điều này cực kỳ quan trọng để các bạn có thể chọn được một mẫu mắt kính vừa hợp gu tùy trang với mình, vừa mang lại cái trải nghiệm đeo nó thoải mái nhất. Màu trong kính ở đây sẽ là màu nâu cơ bản với khả năng 100% chống tia UV. Và cầu kính của chúng ta sẽ là 20mm. Chiều rộng thông thường của cầu kính sẽ là từ 12-26mm. Thông số đo của cầu kính chính là khoảng cách giữa các mặt kính. Nên mình sẽ tính từ điểm kính bên đây cho đến điểm kính bên đây chính là chiếc cầu kính của chúng ta. Càng kính sẽ là 145mm, một chiếc càng kính tương đối dài nha các bạn. Hầu hết kính râm và kính mắt đều có số đo kích thước được in ở bên trong càng kính bên trái. Và tương tự như trên mẫu này chúng ta cũng sẽ có là SF2846S nè, mã màu 219 cùng với thông số là 53-20-145. Đây cũng là độ rộng kính, cầu kính và chiều dài càng kính của chúng ta. Ở phần càng kính còn lại chúng ta sẽ có tên thương hiệu được viết đầy đủ là Salvatore Ferragamo cùng với dòng chữ Made in Italy. Đó là những cái thông số chúng ta có trong hai chiếc càng kính này. Phía bên ngoài càng kính chúng ta sẽ thấy ngay là Ferragamo họ đặt logo biểu tượng của mình khá là tinh tế ngay phần khớp nối này đây. Cùng với đó là tên thương hiệu cũng được khắc lên trên phần thân của càng kính. Ferragamo rất là nổi bật, tăng cái độ nhận diện thương hiệu cho mẫu mắt kính của chúng ta rất là nhiều.
Và lần này chúng ta sẽ được trang bị ở cả hai bên càng kính, như các bạn có thể thấy nè. Phần khớp nối thì còn rất là chắc chắn. Đây, mình sẽ mở cho các bạn xem nha. Phần khớp nối rất là chắc chắn. Độ hoàn thiện của Ferragamo thì mình luôn đánh giá khá là cao, vì đây là một hãng thời trang xa xỉ hàng đầu thế giới. Rồi về dạng khung, chúng ta sẽ có dạng khung là dạng vuông. Đối với kiểu kính dạng vuông, nó sẽ cực kỳ phù hợp với những bạn có khuôn mặt tròn nè. Nó sẽ tôn dáng khuôn mặt và làm cho gương mặt của bạn trở nên cân đối, thanh thoát hơn rất là nhiều. Màu khung ở đây chúng ta sẽ có màu đắt thoi thoi, có nghĩa là màu đồi mồi được đánh bóng nè, và được tô điểm sậm hơn một thông thường một chút xíu, mình họ đặt là đắt thoi thoi. Rồi chất liệu khung ở đây sẽ là nhựa plastic. Ưu điểm của loại nhựa plastic có thể đa dạng về kiểu dáng, màu sắc cũng như đáp ứng được cho nhiều lứa tuổi. Thường được đệm bên trong là một lớp kim loại nhằm tăng độ bền cho sản phẩm, dễ dàng uốn cong để phù hợp với khuôn mặt của các bạn và cho cái cảm giác đeo nó thoải mái vì nó có trọng lượng rất là nhẹ. Và đặc biệt thì nhựa plastic rất là an toàn, không gây kích ứng cho da. Đó là một số cái ưu điểm của loại nhựa plastic này mang lại cho chúng ta trên phần khung kính. Qua các góc quay, các bạn có thể thấy là sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay vẫn còn mới 100%, không hề có dấu hiệu cấn móp hay là trầy xước phía trên sản phẩm, cũng như là hai bên ống kính nè, khung kính và hai chiếc càng kính của chúng ta. Về khang kính thì các bạn có thể thấy là chúng ta được hoàn thiện bởi một kim loại và được đánh bóng toàn bộ kéo dài từ phần thân của càng kính cho đến phần tai kính như thế này, cực kỳ sang trọng, mang lại cái hiệu ứng mắt sáng rất là đẹp khi chúng ta đeo lên và di chuyển ở các góc. Đây, rất là đẹp hai bên càng kính của chúng ta. Và đó là một số góc quay thực tế về mẫu sản phẩm kính mát ngày hôm nay, cũng như là một số chia sẻ của eShip.vn đến những bạn nào đang quan tâm đến dòng sản phẩm kính mát Ferragamo này. Hiện tại tại eShip.vn đang có rất là nhiều mẫu mã kính mát với nhiều kiểu dáng, màu sắc cũng như là giá thành khác nhau đến từ nhiều thương hiệu. Đến eShip.vn các bạn có thể hoàn toàn yên tâm, các sản phẩm sẽ luôn là hàng chính hãng với nguồn gốc rõ ràng, và cam kết các sản phẩm tại eShip.vn sẽ luôn có giá thành cạnh tranh hơn so với thị trường. Cảm ơn các bạn đã xem video, xin chào và hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo.